nữa là giá thành. Wow. Giá thành thì mẫu này sẽ là thấp hơn và rất là phù hợp với túi tiền của nhiều anh chị em sử dụng. Hôm nay là như giới thiệu mọi người một cái mẫu bơm mới, nhưng mà đầu tiên là do hiện tại khu này là khu vực sản xuất nên là xung quanh có anh em đang sản xuất nên là có hơi ồn, nên mọi người thông cảm giúp em, nhưng cũng sẽ cố gắng nói lớn hơn. Thì là ở đây là có tổng cộng là 1, 2, 3, 4 cái bộ bơm mà Thanh vừa test xong. Thì mẫu bơm này là mọi người có thể nhìn thấy là rất là nhỏ gọn luôn. Để mà mình sẽ sử dụng cho cái việc bơm là không có cần lưu lượng quá nhiều, nhưng mà mình cần bơm như là tát nước một cái con mương nè, hoặc là một cái hồ cá nhỏ, hoặc là mình cần nạo vét bùn của một cái ao nhỏ thôi, thì mình sẽ sử dụng mẫu này. Và quan trọng là mẫu này sẽ sử dụng công suất motor cũng thấp luôn. Ở đây là 2 ngựa nè, đây 3 ngựa nè, 4 ngựa. Và điện là điện sinh hoạt điện gia đình của mình sẽ sử dụng được. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy thì bố cục của một cái trọn vẹn của một bộ bơm này luôn, thì nó cũng rất là nhẹ nha, rất là gọn. Ở đây nó sẽ có, hiện tại Thanh biết có những cái kích thước ống như là ống một tấc, ống một tấc rưỡi, động cơ đây, và còn có thêm một cái mẫu là máy xăng nữa, để mình có thể là đa dạng như là sử dụng điện hoặc là sử dụng máy xăng như kia. Chất liệu thì sẽ là inox hoặc là sắt tùy vào yêu cầu của mình nha. Này, phần này là cánh bơm nè, nhìn thấy bên trong nè, cánh bơm quay không được đâu tại vì nó đang nặng ở trong này nè, nó đang dướng như đó nè, bằng cánh bơm rất là dày luôn. Thì mẫu này mình có thể sử dụng là từ 2 ngựa, 1,5 kg là sử dụng được rồi. Này ống 140 nha, ống xì mình xài là bơm ống tắc rưỡi, đầu hút này cũng vậy luôn, cũng 140. Rồi phần tiếp theo là phần bọc lát này là inox nha, bọc lát này inox, còn này là cũng là lát luôn, lát cũng inox luôn. Thì phần chiều dài từ đây nè, này mọi người nhìn thấy không, chiều dài của lát là 1m8, là phù hợp cho những cái độ sâu có 1m, 1m rưỡi nước mình đặt xéo xuống là được rồi đó. Rồi mình sẽ đi lên tiếp, đó là phần cụm phía trên này là phần dàn cầu để mà đặt motor nè. Nè mình có thể, đây là motor có 2 ngựa nè, nhìn thấy 2 ngựa nè, 2 ngựa mình kết nối trực tiếp vào luôn. Bên đây thì 3 ngựa, đây 3 ngựa nè. Bên đây thì 4 ngựa, là có đủ công suất cho mọi người để mà mọi người có thể lựa chọn luôn nha. Về ưu điểm của bộ bơm này là thứ nhất là nó sẽ rất là phù hợp cho nhiều cái nhu cầu sử dụng khác nhau, như trong nuôi tôm là có thể là hút xi phong nè, trong ao cá nè, bơm nước nè, ao hồ nhỏ thì mình vẫn có thể sử dụng cho mẫu này. Rồi trong trồng cây như là tưới cây, tưới vườn nè, trồng cam, trồng sầu riêng thì mình có thể là hút hút kênh mương, hoặc là có thể là hút bùn, nạo vét bùn luôn vẫn được nha. Là mẫu này là mình sẽ tiện ra cái phần về là nhu cầu mục đích sử dụng. Rồi tiếp theo là ưu điểm của mẫu này là gọn gàng, dễ thao tác, ginh ga hoặc là đem vô cắt. Cái nữa là giá thành. Wow. Giá thành thì mẫu này sẽ là thấp hơn và rất là phù hợp với túi tiền của nhiều anh chị em sử dụng. Mẫu này Pha Mí cũng sẽ có gia công theo yêu cầu nên là quý khách hàng cứ liên hệ về số điện thoại quen thuộc của Pha Mí là 0899 199 700 để được nhân viên tư vấn hỗ trợ kịp thời ha. Xin chào, hẹn cả nhà những clip tiếp theo.